Mỹ xin mến chào toàn thể quý vị thân mến. Chào mừng quý vị đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của Mỹ Vlog. Mỹ xin chúc quý vị thân mến có một ngày mới vui vẻ và gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại thì Mỹ đang có mặt tại thôn Hạt Chế, xã Sổng Trà, huyện Mèo Vạc. Và ngày hôm nay thì Mỹ tiếp tục quay trở lại đến đây để thay mặt cô giáo tên ở Quang Ngại tạ phần quà của cô cho bà và ba mẹ của Mỹ ạ. Nên là Mỹ xin mời quý vị thân mến hãy đồng hành cùng Mỹ đi phiến bên này để tạ quà cho ba và bà của Mỹ ạ. Lúc nãy thì vợ chồng Mỹ đã chợ phần quà của cô đến đây rồi, đó là hai bao gạo này. Bà con 13 hộ ở trên Háu Chua thì Mỹ đã thay mặt cô tạ cho bà con rồi. Thế nên là ngày hôm nay thì Mỹ sẽ thay mặt cô mang phần quà của cô đến tặng cho ba mẹ và bà của Mỹ này. Cái gạo thì Mỹ đã mua chở đến đây. Và lúc nãy thì Mỹ đã nhờ ba đi gọi bà đến đây rồi. Uchi nesha ni uchi. Nesha ni. Có lẽ là Mỹ sẽ thay mặt cô trao tặng phần quà của cô cho bà và ba của Mỹ ạ. Nhà nhà ạ. Chắc đi hả nhà nhà. Nặng quá nên là để ở dưới này thôi. Đây là bố này. Sốt xanh lần thiên lục. Vậy là bố và bà được nhận quà như này, bố và bà có vui không ạ? Ủa chị tiếp hỏi nét tàu nhận quà nhá thì nét vào dọc xe. Dòng mà. Bà và bố của cháu cũng gửi một lời cả ơn tớ cô giáo tên Ngọc Quang Ngại nữa. Cả ơn cô rất là nhiều ấy, cô cũng gửi tặng một món quà rất là thiết thực cho bố và bà của cháu. Một lần nữa thì cháu cũng xin thay mặt cho ba và bà gửi một lời cả ơn tới cô, cả ơn cô rất là nhiều. Cô gửi tặng một món quà rất là thiết thực cho bà và bố của cháu ạ. Và cháu xin chúc cô và gia đình cô luôn có một cái sức khỏe dồi dào ạ. Bà ăn cả xong một chai à bà? Và xong công việc ở đây thì có lẽ là Mỹ sẽ di chuyển đi thăm gia đình Emily ấy, tại vì là hôm nay thì Emily cũng nhờ bà con đấy giúp đỡ hai vợ chồng Emily phá đá để chuẩn bị làm nhà ấy, nên là ngày hôm nay thì Mỹ sẽ đi giúp đỡ hai vợ chồng Emily nữa. Nếu mà xong một chéo u tôi thôi là mà không đi dính này thì dính xin cơ thôn hành tôi bán là trồng rễ và chế thì mà không đi u một bán cơ trồng rễ nhá. Nhớ đi nè chỉ xanh mù lâu gì. Hôm nay thì ba mẹ cũng bận một chút công việc nên là không đi được. Mùa này thì đi qua như này ấy, thì nghe thấy tiếng chim hót rồi. Bây giờ thì phải đi qua hai cái núi tiếp ở bên kia thì mới đi đến nhà của Emily này. Phải đi một đoạn thật là xa nữa. Phải đi qua cái khe đá này giống như một cái cổng trời đây này. Để đây là nhìn thấy nhà rồi. Đoạn này là đoạn cực kỳ là dốc. Đoạn này dốc quá, cẩn thận nha. Dù lắm. Cái đoạn này trước em mình đến một lần nữa thì không dám ngồi trên xe đâu, chỉ đi bộ thôi. Nhưng mà lần này thì sẽ cố gắng ngồi trên xe. Đến đây thì nghe thấy tiếng búa đập đá của bà con rồi. Thế bên này bà con đập đá rất là đông ở đây. Hôm nay thì anh em cũng đến giúp đỡ hai vợ chồng Emily đập đá rất là đông này. Em chào anh em nhá. Chị chào em. Chồng em đi đâu rồi, Emily? Đi mua đồ ăn rồi. Đi mua đồ ăn rồi.
Vậy là sáng nay vừa mới đập à? Hay là đập được mấy hôm rồi? Sáng nay vừa mới đập á? À, chị đến cũng muộn một chút ấy, nên là đến đây thì anh em đã đập được rất là nhiều đá rồi. Đấy, sáng nay thì em mình cũng đến một quá đường khá là xa xôi. Đến đây thì anh em đã giúp đỡ vợ chồng em Ly đập được một đống đá rất là to đùng ở đây rồi. Nhưng mà hình như là đá này thì cũng không cứng bằng đá của thôn Tháo Chua của em Mỹ ấy. Đá này nói chung là cũng mềm hơn. Tại vì là loại đá này thì đá cũng ở trong này là cũng kiểu có màu xanh xanh ấy. Nên là nhìn thì cũng mềm hơn này. Cái này cũng mềm hơn nhưng mà em nghĩ là nếu mà cái đá to dùng cái kia ấy thì được. Không có máy khoa thì phải tìm những cái nào mà đập đứa thì sẽ đập nhỉ. Thì chỗ nào mà không đập được thì sẽ để lại. Vậy là hôm nay phụ nữ thì chỉ có em với lại mẹ chồng và bác của em thôi à? À, tại vì là ở trong thôn này thì chỉ có 5 hộ thôi. Còn anh em một số người thì ở trên hạt chế của ba mẹ đấy giúp đỡ nữa. Cái mùa này thì nói chung là bà con cũng rất là ít người ở nhà. Có người thì đi làm thuê rồi, có người thì lại đi làm nương. Cái mùa này thì đã trồng ngô hết rồi nên là đến mùa để phun ngô ấy, nên là chắc là có một số gia đình thì sẽ đi phun ngô rồi này. Vậy là chồng em đi lâu chưa? Vừa mới đi ạ. Vừa mới đi à? Sáng nay thì mấy giờ anh em đến giúp đỡ vợ chồng em rồi? 7 giờ thì anh em đã đến rồi. 7 giờ đến rồi á? À? Anh em cũng làm sớm nhỉ? Vậy là vợ chồng em... thuê máy nhiệt đá hay là như thế nào? Em thuê máy về á? Nhưng mà phải đập máy hô đá nữa thì mới đi thuê máy về. Chắc là phải đập 2 hôm nữa. 2 hôm. Nếu mà phải thấy đủ rồi thì mới đi thuê máy về. À. Thuê máy thì chắc là vợ chồng em sẽ nhờ anh em và bà con đấy giúp đỡ để khiêng cái máy vào đây nhỉ? Chủ máy sẽ sửa. À, nếu mà thuê cái máy về mà mình nhiệt đá ấy, thì hỏng thì chủ máy sẽ sửa mà mình không phải sửa nữa. À, vậy là cũng được. Nhưng mà tại vì là thuê máy thì cũng là một quãng đường khá là xa ấy. Với lại khiến máy vào đây thì con đường cũng rất là dốc ấy, không biết là sẽ khiến máy kiểu gì.
Anh em thì nói chung là làm rất là nhiệt tình, mỗi người một công đoạn và mỗi người làm một công việc, không có ai hướng dẫn cho. Chia nhau mỗi người một công đoạn là thì nó nhanh này. Không có máy khoa khoa đá mà dùng búa với lại xà beng làm như thế này thì bao giờ mới được một đống đá để nhìa. Cũng chưa biết á. Nhưng mà ở đây thì trước có một trận mưa đá với lại mưa gió rất là to thì vợ chồng em có hứa được nước mưa không? Cũng được một ít thôi á. Lúc mà vào làm ấy thì cũng dùng rất là nhiều nước ấy, sợ thiếu nước thì không biết là đi tìm nước ở đâu ấy, tại vì là ở đây thì cũng không có nguồn nước hay là có nhỉ? Ở đây có nguồn nước không? Đợi nước mưa. Với lại chị nghe thấy là ở tít phía dưới có một nguồn nước có phải không? Ở xa. Một tiếng á. Thế thì nguồn nước đó cũng ở rất là xa. Vậy là hết nước mưa rồi thì đi bù nước thì phải đi tận cái nguồn nước đấy thì mới lấy được nước à? Cái hang to to ở phía bên kia. Nói chung là ở trên này thì cái gì cũng khó. Nấu cơm á. Hai anh em rất là nhiệt tình. Phải lan cái ở dưới đó, la cái bé ở dưới. Cái to ở trên về trồng cái bé ở dưới rồi nên là không đẩy xuống được. Hai anh em đang suy nghĩ là phải đẩy bên nào thì mới đẩy được cái đá này. Anh Sình, anh đứa con đứng ở phía dưới như này rất là nguy hiểm, tí nữa đá rơi xuống. Tránh nhá, cháu tủa tránh ra đi. Đấy, một người thôi nhưng mà cũng đẩy được cái đá to đùng. Giờ này thì đã làm 11 giờ kém rồi. Em chuẩn bị đi nấu cơm à? Hay là chị cùng em đi nấu cơm trưa đi? Dạ được. Đấy, vậy là hai chị em mình sẽ đi chuẩn bị bữa cơm trưa cho anh em này. Em Lý ơi, vậy thì hai vợ chồng em nếu mà làm nền nhà ở phía bên này á? Không biết là có phá được không? Ở đây thì có một chút mặt phẳng ở đây ấy. Nếu mà làm ở đây thì đá rất là nhiều đá ấy. Không có máy khoa thì là sao mà làm được một cái nền nhà ấy. Không biết để
cái máy khoan ở đâu về, bởi vì là ở xóm cũng không có ai có máy khoan. Với lại ngô thì đã lên cao như thế này rồi, nếu mà vợ chồng ai mà làm cái nền nhà ở phía bên này ấy, thì cái ngô thì phải nhổ đi cho bò ăn à? Đúng ạ. Ôi, chắc chắn là phải nhổ mà. Hết rất là nhiều cái ngô ấy. Tại vì là đất ở trên vùng cao này thì rất là quý mà. Bà con ở trên này thì chỉ trồng ngô vào những cái khe có một tí đất thôi, có đất mà phả thì cũng ít. Ở đây thì có đất mà phả nhưng mà lại có dây điện ở trên này rồi nên là không làm ở đây được nhỉ. Đúng ạ. Còn ở tít trên vẫn có đất mà phả nhưng mà ở tít trên thì có mộ ở trên nên là không làm được nữa. Đây là rau cải của em hay là của mẹ chồng em? Đây là rau cải của mẹ chồng vợ. Mẹ chồng á? Em ở phía trên. Rau cải mèo của em Ly ở phía trên này. Lá rất là to này. Này, cây ngô thì cao rồi nhưng mà cỏ thì rất là nhiều, cỏ non. Chị chào em nhá. Em đi chợ về rồi à? Nhá, chị đi rồi. Một đạp khư lò là. Ôi. Chồng của em đi đang nhau bếp này. Em lại không làm giường ngủ ở đây rồi à? Em làm nhưng mà hôm nay có khách cho nên là em phải thấy nền nhà của em hơ hè cho nên là em dọn đi cho để khách có chỗ ăn ở. Em Ly bảo là nhà của em Ly thì cũng rất là hẹp ấy nên là nếu mà không bỏ cái giường ngủ này thì lúc nữa mà về ăn cơm ấy thì sẽ không có chỗ để ngồi để ăn cơm nè. Nên là em sẽ bỏ như thế này. Khi nào mà các cháu về thì em sẽ giải cho các cháu để các cháu ngủ ở đây. Anh em thì đã vào nhà chuẩn bị ăn cơm trưa rồi. Hai chị em mình thì đã chuẩn bị được cơm rồi. Đang chuẩn bị bài cơm này. Chắc là làm hai mâm nhỉ? Em Ly nhỉ? Là hai mâm thì tí nữa ngồi thì mới không chặt. Bác ở đây thì lúc này em mì đã rửa được rồi. Đây chẳng là chẳng có lớn đi.
em rửa ở đâu rồi em Ly? Cái gì? Thìa. Thìa, tủ à? Hay mà cái để tí nó sẽ đừng múc canh. Ngô mong ăn cơm đi. Thôi là anh em 6 người ngồi ở mâm này xong là lên. Hai mẹ với lại em, hai vợ chồng em thì ngồi trên này ăn đi. Nó tốt rồi, giỏi mẹ nhá. Nó nói nhiều nè, giỏi bé nè, con nói nhiều nè. Không chặt một tí luôn thôi. Mẹ. Mẹ lớn. Em đi. Điền chảy mẹ. Đồ này là của anh Kadame. Chào chào. Cơ trưa ngày hôm nay ấy thì hai chị em mình chuẩn bị được món mèm mén này, món canh rau chua này. Và ở đây thì lúc nãy chị em mình xào rau chua với đạo này. Ở đây là một bát thịt gà lạnh ấy. Sáng nay thì chồng của em Ly vừa mới đi mua về. Một bữa cơm trưa đơn sơ như này thôi. Bây giờ thì em Ly cũng xin mời quý khán giả thân mến trên kênh của chị Mỹ hãy ăn cơm cùng với gia đình em Ly ạ. Em Mỹ xin mời các bác ăn cơm cùng với gia đình và anh em ạ. Okay. Nè lắm. Xích rồi. Em này. Này, cháu ăn này, ăn thịt đi. Đi này, nâng gai đi này. Nó đến, tại khó sân rồi. Nó. Cái này á. Cái này á hả? Lúc nãy thì anh em ăn cơm xong nên là anh em cũng không nghỉ giải lao ấy, đi làm rồi. Còn hai chị em mình ở nhà thì đang cất ghế. Là cũng rất là lâu rồi nên là anh Mỹ mới đến thì hai chị em mình sẽ tâm sự một chút. Nói chung là anh em ở trên này thì cũng làm việc cũng rất là chăm chỉ ấy. Ăn cơm xong thì không nghỉ đâu, đi làm luôn. Vậy thì nếu mà hai vợ chồng em nhờ anh em đến giúp đỡ đập đá thì khi nào thì mới nhiệt đá? Với lại nhiệt đá xong thì vợ chồng em làm luôn nền nhà hay là như nào? Cái đó thì phải đợi sau khi mà nhiệt đá xong thì mới chuẩn bị làm nền nhà. Nhưng mà bây giờ không có mưa ấy, nên là chắc là nước thì không đủ để làm nền nhà ấy. Chắc là phải đợi mưa thôi. Đợi mưa? Bởi vì mấy hôm nay cũng có mưa nhưng mà chỉ mưa nhẹ thôi cho nên là cũng không được nước. Mưa phùi à? Mưa phùi thì không có mưa to á? Vâng. Điều mà lo lắng thì là nước nhỉ? Nếu mà nước mà không đủ thì sẽ không biết làm gì. Nếu mà vợ chồng em làm như này ấy, thì vợ chồng em khác có tiền để làm hay là đi vay đi mượn ai? Vợ chồng em cũng không có đâu ạ, chỉ đi vay tiền của nhà nước về làm thôi ạ. Đi vay tiền ngân hàng? Vâng. Thì vợ chồng em quyết định là sẽ vay bao nhiêu? Đã quyết định là sẽ vay 100 triệu. 100 triệu á? Vâng. 100 triệu thì là một khoản tiền rất là lớn. Thì vợ chồng em đi vay về làm nhà xong ấy thì phải
ba cái gì để đi trả cho ngân hàng? Em cũng đang lo lắng về chuyện này, nhưng mà em cũng không biết là nếu mà làm nhà xưng thì em, vợ chồng em phải đi làm cái gì để được tiền đi trả nợ. Bởi vì là chồng em cũng không biết chữ và cũng không ra làm được công ty. Có em thì đang có con nhỏ, em phải ở nhà chăm sóc cho con nữa, em cũng không biết. Vậy thì cứ đi vay về làm. Vay về làm xong là khi nào mà làm được nhà rồi thì vợ chồng em sẽ tính đi làm thuê để về chặn nợ. Nhưng mà vật liệu thì làm một quán đường rất là xa xôi, nên là vật liệu thì phải chở như thế nào? Vật liệu thì con đường thì lại có nhiều nhiều dốc nữa. À, cũng không có tiền để thuê nữa, cho nên là phải nhờ bà con tới giúp đỡ. Vậy là nếu mà hai vợ chồng em mua gạch ấy, thì mua bao nhiêu viên? Đã quyết định là phải mua 2.000 viên. 2.000 viên á? Vâng. À, 2.000 viên thì sẽ xây được một ngôi nhà rất là to rồi. Cũng chắc là bình thường thôi ạ. 2.000 viên thì chắc là một viên là 8.000, 9.000 rồi nhỉ? Một viên chắc là 9.000 rồi. Nhưng mà xe ô tô chỉ chở vào ở nhà bà ngoại thôi. Từ nhà ba mẹ đến đây là 2 cây số. Vậy thì vợ chồng em cũng tính là sẽ nhờ bà con để giúp đỡ 2-3 ngày xem như nào nhỉ? Chắc là chỉ nhờ bà con để giúp đỡ 2-3 ngày, xong là nếu mà không hết thì chồng sẽ tự trở về. Vâng. Vậy thì là hai vợ chồng em thì cũng mua 2.000 viên gạch này, còn xi măng này, còn thân sát này, rất là nhiều vật liệu. Nhưng mà phải chắc là phải nhờ bà con để giúp đỡ hai vợ chồng là cả tuần ấy. Xong là mới hết này. Nhờ bà con để giúp đỡ thôi. Cái gì cũng phải cố gắng thôi. Khi nào mà em chở máy thì em sẽ điện cho chị. Vâng. Hôm nay là chắc là anh em giúp đỡ vợ chồng em một ngày đập đá, xong là ngày mai đập đá một ngày nữa thì sẽ đủ để nhiều bộ đá rồi nè. Đúng ạ. Chắc là ngày mai. Đập 2 ngày. Ngày kia thì chắc là được chở máy rồi. À, hai chị em mình thì đã tâm sự một thời gian khá là lâu rồi, anh em thì đã đi đập đá trước rồi. Nên là có lẽ là nội dung ngày hôm nay thì em mình xin chia sẻ đến đây thôi. Một lần nữa thì em mình cũng rất là cảm ơn quý vị thân mến đã luôn luôn đồng hành cùng em mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video tiếp theo ạ.